những bước căn bản để có một làn da đẹp chính là chống nắng, dưỡng da và rửa sạch da nhé. Thế nên là sử dụng kem chống nắng là bước cần thiết trước khi chúng ta đi ra ngoài đường. Bởi vì trong ánh nắng mặt trời có các tia UV gây hại cho da của chúng ta như tia UVA, UVB hay là UVC. Nhưng mà chiếm đến 95% lượng tia UV chiếu vào làn da, tia UVA chính là nguyên nhân đe dọa chủ yếu cho làn da của chúng ta. Chính vì vậy mà có sự ra đời của kem chống nắng nhằm để bảo vệ làn da của chúng ta khi mà bị hấp thụ các tia UV từ ánh nắng mặt trời, giúp cho ngăn cản chúng phá hủy các DHA trên làn da của chúng ta. Đây cũng chính là nguyên nhân chính gây nên cháy nắng, lão hóa da hay là ung thư da. Chính vì vậy mà hãy tập thói quen chống nắng mỗi ngày để làn da của chúng ta lão hóa chậm hơn với Alva Sunblock đến từ Hàn Quốc với chỉ số SPF 50 cộng và PA 3 cộng, chỉ số phù hợp an toàn để bảo vệ cho làn da khỏi các tia UV. Ngoài ra thì với các thành phần từ tự nhiên như liệu, sung dâu tằm hay bạch quả sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng nhăn da, lão hóa da và dưỡng da luôn mềm mại với chất kem mềm mịn, mỏng dính, không bết dít, đẹp đều vào làn da, tạo thành một lớp finish căng bóng, nâng tông nhẹ nhàng. Hãy bắt đầu một ngày mới với Alva Sunblock mỗi ngày để bảo vệ làn da cũng như kéo dài sự tươi trẻ của chúng ta nhé.